cà na. Bà con tôi biết ốc cà na hết phải không bà con? Ốc cà na mềm dễ ăn mà nó tốt cho sức khỏe vô cùng bà con ạ. Nhưng mà không phải tốt cho sức khỏe là ai cũng ăn được đâu nha bà con. Ốc cà na có những người không ăn được và không nên ăn, vì ăn vào bệnh chúng ta lâu lành, lâu bước, lâu khỏi nha bà con. Đó là những người mắc bệnh tiểu đường không nên ăn ốc cà na. Người có bệnh thận, người có bệnh huyết áp cao, người đang uống rượu, say rượu và người lớn tuổi nha bà con. Lớn tuổi là từ 70 trở lên là không nên ăn. Ăn vào không tốt gì cho sức khỏe đâu nha bà con. Còn ngoài ra ốc cà na nó có lợi cho sức khỏe là làm cho răng chắc cứng, xương cứng, cứng bền nha bà con. Còn ngoài ra ốc cà na nó lợi cho sức khỏe, nó tốt cho sức khỏe vô cùng bà con ơi. Bởi vì nó có lợi là nó làm cho răng chắc cứng, xương cứng, bền. Vì trong có ốc cà na nó có canxi, kali, kẽm và vitamin D, chất béo, omega 3. Nó tốt, tốt cho bà bầu. Nhưng các bà bầu ăn ít ít thôi, ngăn ngừa được thiếu máu, tốt cho việc thiếu máu. Ăn thì ta ăn 300g một ngày. Ăn ốc cà na này 300g một ngày, ăn 6 ngày phải nghỉ một ngày nha bà con. Chứ không phải tốt là ăn bao nhiêu cũng được đâu nha bà con. Kênh chúng tôi có một ngày có 4 video nói về đời sống và sức khỏe. Bà con có thấy được, vui lòng đăng ký kênh để ủng hộ chúng tôi và 4 video đời sống sức khỏe hàng ngày. Nói về ăn gì và không nên ăn gì, lúc đau lúc bệnh nên kiêng cử gì. Bà con thấy được, đăng ký để ủng hộ và đồng thời đăng lại đó mọi người cùng nhau khỏe mạnh, đồng thời chia sẻ cho mọi người cùng nhau mạnh khỏe. Chúc bà con ta vui, trẻ, khỏe, đẹp. Nào 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 nào, xin chào.